quý vị và các bạn, trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Trước khi bắt đầu chương trình, Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquaceline lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với cặp đôi đầu tiên. Em là sẵn sàng chia sẻ việc nhà với là bạn gái. Sàng là chia sẻ việc nhà với là bạn gái. Thì cũng hướng cho mình những điều tích cực và em cũng sống thiên về gia đình. Em mong muốn là em với bạn đó là hiểu nhau, chia sẻ, nói chuyện được với nhau ạ. Em mong muốn một người tính cách trưởng thành, chững chạc, là người của gia đình và bạn có thể độc lập tài chính. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Mời nhà gái ngồi ạ. Thôi bây giờ thì hai bên đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta cách cái hàng rào tình yêu của chút xíu thôi. Mình nói lớn cho nhau nghe để cùng cảm nhận nha. Rồi chút chúng ta sẽ mở hàng rào đó để gặp mặt. Mời bạn trai. Dạ đầu tiên cháu chào chú Quỳnh Linh ạ. Xin chào. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan. Chào em. Mình chào bạn nữ. Dạ em tên là Phan Thanh Bình ạ. Phan Thanh Bình. Năm nay em 29 tuổi, em đến từ Thừa Thiên Huế ạ. Bình làm gì Bình? Công việc của em là phát triển web ạ. Làm tại Huế luôn. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Dạ em chào MC Quỳnh Linh. Em chào MC Ngọc Lan xinh đẹp. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Nguyễn Mỹ Linh. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại đang là bác sĩ da liễu, sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng ạ. Rồi bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là em có trách nhiệm. Em là sẵn sàng chia sẻ việc nhà với là bạn gái. Sàng là chia sẻ việc nhà với là bạn gái. Dạ. Trong công việc thì luôn cố gắng để mình có cái điều kiện để lo lắng cho gia đình của mình. Rồi có điểm yếu gì không Bình? Em hơi nhạt cái ạ. Với là lâu lâu em có hay quên. Tập trung làm việc gì đó là em lại hay quên một việc, những cái việc nhỏ khác á. Không sao, bây giờ tại việc nhiều quá mình cũng hay quên rồi, đó là bệnh nghề nghiệp mà ha. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Ưu điểm của em cũng là người hòa đồng vui vẻ. Thì cũng hướng cho mình những điều tích cực và em cũng sống thiên về gia đình. Em là hơi kén ăn một xíu ạ. Chà, cái này bạn trai chăm là hơi cực nha. Rồi mình nói một chút xíu về đường tình duyên đi. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em 3 mối tình ạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? 5 tháng ạ. 5 tháng, mối dài nhất là bao lâu? Dạ dài nhất là 3 năm ạ. Ồ, 3 năm. Tại sao lại chia tay hả Bình? Dạ em với bạn đó quen nhau từ năm 1. Thì đến cuối năm 3 thì bạn đó là ra trường trước. Mà ở bạn đó ở ngoài tỉnh. Bố mẹ bạn đó cũng mong muốn bạn đó là con gái mà không chờ đợi, không có thời gian để chờ đợi mình là đúng. Bởi vì khi đó thì em vẫn còn sinh viên, em chưa có công việc mới làm. Nói chung là chưa có công việc gì hết nên chưa hướng tới hôn nhân đúng không? Dạ vâng. Nhưng bây giờ thì công việc em ổn định chưa? Dạ hiện tại thì mọi thứ ổn định hết rồi ạ. Rồi chào em gái. Dạ em chào chú Quỳnh Linh ạ. Đường tình duyên mình sao? Dạ em thì cũng có một mối tình ạ. Chia tay cách đây cũng vài năm rồi. Thì chia tay cũng vì lý do là kiểu khoảng cách địa lý, mỗi người mỗi nơi nên thành ra xa dần rồi cũng. Bây giờ Đà Nẵng với Huế có khoảng cách địa lý không? Thì Đà Nẵng với Huế cũng cũng gần. Cũng gần đúng không? Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa ha. Xa hay gần là do mình thôi. Đúng. Người ta nửa vòng trái đất ta về đây, người ta đúng còn cưới nhau. Không có vấn đề hết, do mình có yêu nhau hay không thôi. Qua thăm nhà trai tôi đi. Qua em coi Khôi Ngô Tuấn Tú làm sao nè. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ chưa? Dạ. Chào em. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Bây giờ sao chia sẻ cho chị Ngọc Lan biết là em mong muốn có người bạn gái như thế nào nè. Dạ em mong muốn là em với bạn đó là hiểu nhau, chia sẻ, nói chuyện được với nhau ạ. Dạ chỉ cần da hơi trắng thôi là đủ rồi ạ. Mình nói là dư trắng luôn. Trắng. Dễ thương, dễ thương, thông minh. Rồi bây giờ mình mong muốn một người chồng lý tưởng của mình như thế nào? Em mong muốn một người tính cách trưởng thành, chững chạc, là người của gia đình
và bạn có thể độc lập tài chính. Anh nghĩ rằng cậu bên kia cũng công việc ổn định lắm. Nói chung những cái yêu cầu đưa ra không có khó lắm. Đúng rồi, hai bạn rất là đơn giản với nhau. Rất là đơn giản. Nói chung là tụi tôi cũng đã tìm cái hồ sơ đối tượng nó gần như tương đối như vậy rồi. Thành ra các bạn yêu cầu nó giống như nhau hết rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Hỏi nhà gái anh ấy đi với ai? Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị ruột ạ. Dạ chào chị. Vâng, xin chào MC Quyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan xinh đẹp. Và xin chào đại diện bên nhà trai. Chị thấy là bạn nam này thì cũng dễ thương, gọi hình ưa nhìn. Chị cũng mong rằng là hai em bấm nút với nhau và trao cho nhau một cơ hội. Vâng, xin cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, cảm, ơn cảm ơn chị. Rồi nhà trai mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi bởi dì ruột của em ạ. Dạ. Rồi, chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Đấy là khán giả trường quay. Dì thì cũng thấy cũng được, cũng tùy duyên hai cháu. Dạ. Cái đó thì rõ ràng như vậy. Dạ. Dì cũng như mẹ rồi đó. Dạ. Quý của dì quyết định là cũng quan trọng lắm á. Rồi còn gì nữa không dì? Dạ, hết. Hết rồi hả? Dạ, cảm ơn dì. Cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chuyện lại còn lại là của Bình với Linh. Chúng ta có thể gặp mặt nhau để cùng trò chuyện với nhau nào. Bắt đầu đi Bình. À, hôm nay đến chương trình thì anh có món quà là hạt sen vừa mới được hái lên ở Huế. Yeah. Thì đây là biểu tượng là đặc sản của Huế ở quê anh, cũng là biểu tượng con người của xứ Huế, là nhẹ nhàng và chịu khó. Là hy vọng là cuộc sống của em cũng sẽ nhẹ nhàng và yên bình như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ạ. À, em cũng có một món quà là em tặng anh một cái ví. Em mong anh sau này kể từ lúc gặp em thì công việc sẽ trở nên suôn sẻ và phát triển nhiều hơn. Em cảm ơn em nhiều ạ. Rồi, chúng ta quay mặt đối diện với nhau đi Bình. À, cho em hỏi là thì nếu mà sau này hẹn hò thì từ Huế Đà Nẵng thì anh có thể ra một tuần được mấy lần? Anh thì công việc của anh á, thì hiện tại thì anh cũng có thể sắp xếp được cũng dễ. Thứ hai nữa là Đà Nẵng với Huế thì cũng gần nữa. Anh cũng có ô tô riêng rồi, nên là anh đi ra đi vô thì với anh thì cũng dễ thôi. Một tuần thì mình có thể gặp một hai lần ba lần gì đó cũng được. Nào đứng lên em gái. Mày, mình lại gần nhau xíu nữa. Được, mày. Bây giờ hỏi khoảng bao lâu chúng ta có thể kết hôn được? Rồi mình quan điểm gì về con trai con gái? Bởi vì có những người là bắt buộc phải đẻ con trai hoặc bắt buộc phải đẻ con gái. Trao đổi đi, cho biết luôn. Nhà anh thì cũng khỏe, em cái chuyện đó lắm. Còn anh thì cũng không có quan trọng là con trai con gái gì hết á. Nghĩa sao? Sống đổi với nhau vui vẻ là được. Vậy là quá dễ đúng không? Đó, tôi hỏi giùm cô đó. Vậy là sướng rồi đúng không? Hai cái bạn này hiền. Đúng rồi, dễ bạn hỏi gì? Còn hỏi gì nữa không? Dạ, thôi à. Thôi ha. Dạ. Thì ghế ngồi, chuẩn bị đưa ra quyết định thôi. Trở về ghế đi chứ để xỉu cái đụng giờ. Để tay bên trái nè, nút bấm. Chị Lan nghĩ rằng là hai bạn đã có được cái cảm nhận về đối phương như thế nào rồi. Sẵn sàng chưa ạ? Một. Hai. Ba. Đã bấm. Chúc mừng đứng dậy đi nào. Chúc mừng hai bạn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau đi. Trời ơi, ông này ông hiền. Hai này chị chỉ cho tụi nó thêm nha. Hai, đây quà của các bạn. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng hai bạn là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm, nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách,
Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Bấm chặt tay, không có buông ra. Chặt quá nè, không có lấy quà được luôn nè, chị Lan để quà. Quà giờ nó không có quan trọng quà đâu. Giờ quan trọng là tình yêu thôi. Đó, dắt tay đi ra nói gì nói đi. Trời ơi, sen. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Có một đứa chồng rồi, kết hôn với nhau cũng được 2 năm. Sau ra tòa là ra tòa xong để quay lại đẻ đứa thứ hai. Rồi bắt đầu từ đó là kết thúc mãi tới giờ luôn. Anh nghe hoàn cảnh của chị như vậy là anh thấy sao? Ok, không sao. Ok ha. Không thích người ghen tuông này, không thích người ra trường, không thích người tính toán. Có ghen không? Chút chút. Có chút chút chết chết. Có ghen chút chút. Chút nữa mình mở rào mình hỏi coi là không. Cũng có chút rung động và cảm thông. Chút rung động cảm thông, cái quan trọng nhất là cảm thông đó. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi trai. Chào Hoàng Ngọc Lan. Chào Hoàng Ngọc Lan. Mời nhà gái. Mời nhà gái ngồi ạ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi em trai. Em là Trần Xuân Sơn, sinh ngày 1/1/1976. Sơn. Quê Nam Định, hiện đang sinh sống làm việc ở Sài Gòn. Sơn ở quận mấy? Em ở Thủ Đức. Thủ Đức. Vào thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Em mới vào năm 92. 92. Sơn làm gì Sơn? Em lái xe ạ. Lái xe. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ, em chào anh chị Quân Ninh, chào anh chị Ngọc Lan và chào bạn trai bên kia, chào khán giả trong khung trường quay. Tên em là Nguyễn Thị Mai Hương. Sinh 1981, năm nay em 44 tuổi. Hiện tại là em nhà đây ở Long Khánh, Đồng Nai, nhưng em vẫn bán hàng phụ kiện điện thoại đến Bình Dương á. Quê của chị là ở đâu? Quê ở Nghệ An. Vậy thì Thủ Đức lên Bình Dương cũng gần ha. Em ở sát Bình Dương. Sát Bình Dương luôn hả? Chị thuận lợi quá. Rồi bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình cho bên Hương nghe đi Sơn. Em thì tự lập, hiền, vui vẻ với dễ hòa nhập với đám đông. Khuyết điểm gì không? Khuyết điểm hút thuốc khoảng 2 ngày gói. Giảm đi ha. Mời nhà gái. Ưu điểm của em thì hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với bạn bè biết đó, công việc trong gia đình. Còn khuyết điểm thì cũng thấy lúc nào bực buồn đến thì còn nữa còn giận dữ, giận rồi nhá, giận rồi là thôi. Giận rồi thôi chứ không có để bụng ha. Không, để bụng đó. Đó, nhà gái đơn giản lắm ạ. Đường tình duyên mình sao Sơn? Em 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Chắc khoảng hơn 3 năm. Hơn 3 năm. Mình yêu nhau 3 năm mình chia tay vậy Sơn? Có nhiều cái nó không hợp. Rồi. Nói chung là chưa có gì hết. Còn nhà gái thì sao? Nhà gái là bao nhiêu mối tình rồi? Em có một đứa chồng rồi. Còn có con trai đâu là năm sinh 2005, năm đấy còn 20 tuổi, đang đi đại học ở đến Thủ Dầu Một á. Con trai thứ hai đi thì năm 2016 ở bên ngoài Long Khánh. Dạ, anh chị kết hôn với nhau được bao lâu? Kết hôn với nhau cũng được 2 năm. Sau ra tòa là ra tòa xong để quay lại đẻ đứa thứ hai. Tức là kết hôn xong rồi ly dị. Ly dị xong. Ly dị rồi quay lại mới đẻ đứa thứ hai. Đúng rồi. Rồi bắt đầu từ đó là kết thúc mãi tới giờ luôn. Rồi bắt đầu chị cũng có quen 1-2 người bên ngoài nhưng mà người ta hay ghen tuống với thì tính toán với thì nhắn nó khó chịu lên là thôi chứ bây giờ là kết thúc luôn. Ở vậy quyết định nuôi con mà. Hai đứa con cũng lớn rồi. Dạ. Bây giờ mình nói sơ qua về tình duyên rồi đó. Giờ mình nói mong muốn về tương lai đi. Đúng rồi. Giờ em qua để em hỏi thăm nhà trai coi là mong muốn có người yêu như thế nào nè. Người yêu thì hiền một tí, tính tình hiền lành, có công việc ổn định cũng được rồi. Buôn bán có 2 đứa con được không? Buôn bán có 2 đứa con được không? Được. Được hả? Anh nghe hoàn cảnh của chị như vậy là anh thấy sao? Ok, không sao. Ok ha. Rồi còn mong muốn của chị thì sao? Mong muốn của em là không thích người ghen tuông này, không thích người ra trường, không thích người tính toán. Có ghen không? Chút chút. Có chút chút chết chết.
khỏi ghen chút chút. Chút nữa mình mở rào mình hỏi coi là mình mở rào mình hỏi coi là ghen ở mức độ nào và lý do tại sao ghen nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nè, chó lẹ nè. Đúng rồi. Người, nhà gái hôm nay đi với ai? Đi với em trai á. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh Sơn và quý vị khán giả trong trường quay. Em tên Cường, là em ruột của chị Hương. Và nhìn anh Sơn vào là em thấy anh vui vẻ rồi. Theo như hiện tại thì em thấy là hợp đấy anh Quỳnh Linh ạ. Ừ, rất là hợp ha. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Em đi với sếp của em và người anh với các người bạn thân thương. Dạ. À, lái xe chở sếp này đó hả? Chào anh Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan, chào đôi uyên ương tương lai. Và toàn thể quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là Bùi Thiên Súy, là bạn thân của Sơn. Thì hôm nay đến đây chúng tôi cũng thấy rằng nhà gái cũng dễ thương, cũng rất là chân thành, rất là mong muốn có một cái kết quả tốt cho tương lai. Cho nên là cái câu đầu tiên mà tôi chào đó là một đôi uyên ương cho tương lai. Rất mong là hai bạn sẽ bấm nút và chúng ta sẽ tìm hiểu được một cái điều tốt đẹp hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Giờ mình mở rào nha. Mở rào. Nay gặp mặt à. Em gặp mặt. Dạ, em có một món quà là đây là cái giấy nịt này đã từ em bán. Em mang tặng anh. Cảm ơn em. Đó, bây giờ mình nói về chuyện ghen tuông đi. Nhà gái là không thích ghen mà nhà trai thì ghen chút chút. Thường thì những trường hợp như thế nào thì nhà trai mới ghen? Đi đâu mà quá lâu hoặc là qua đêm chẳng hạn mà không nói lý do kiểu vậy. Dạ đi thì em muốn đi đâu hết anh ạ. Bởi vì em còn đi muốn bạn chào lẽ ở nhà chứ không đi đâu hết á. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Tuần gặp mấy lần gì đó. Dạ thì thời gian của anh chạy xe như vậy có rảnh không anh? Anh thì lái xe thì làm giải chính rồi. Chủ nhật nghỉ. Cái này đứng gần đây nói chuyện dễ nghe hơn này là đây. Đó. Tắp lá cà luôn. Sắp tới cà luôn rồi. Bây giờ mình nói quan điểm với nhau nè. Nếu mình đến với nhau thì như thế nào? Thì nếu mà được thì khoảng bao lâu thì em... Dạ thì khoảng chừng hết năm đi đấy anh. À hết năm này à? Anh muốn nhanh nhanh. Sốt ruột lắm. Thì nếu mà mình thành đôi thì chắc chắn là anh muốn xin một người con. Dạ. Nãy giờ em nói chuyện với cô gái này em trong lòng thế nào, nói luôn. Cũng có chút rung động và cảm thông. Ừ, chút rung động cảm thông, cái quan trọng nhất là cảm thông đó. Thôi được rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Mời hai anh chị để tay vào nút bấm nào. Nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, thật lòng với mình nha các bạn. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của trái tim mình. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Hôn. Hôn. Xin phép nhà gái. À, chúc mừng. Chuyện này sếp mệt rồi. Đó chứ hỗ trợ cho hai người đến với nhau. Chúc cho cặp đôi chúng ta sẽ có một tiến triển rất nhanh. Cảm ơn anh. Sau đây là một số phần quà của chương trình dành tặng cho hai anh chị. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng hai bạn là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm, nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng.
Luôn Luôn Luôn, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của Em Shop 247 và các trang mạng xã hội Luôn 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 Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Luôn Luôn Luôn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc hạnh phúc nha. Rồi, anh chị đi đường này. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Chúc mừng cho họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ nhận được thiệp cưới của các cặp đôi trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.